Để rồi một ngày ta đã mất nhau trong bao đua chen sóng gió cuộc đời. Những dòng sông thôi không bình yên nữa, cướp mất đời ta trong nước mắt buồn. Chiều mưa giông tố ôm nỗi đau lặng lẽ giữa cô đơn. Em đã đi dù trong lòng còn tiếc nuối. Anh ở đâu hãy đến bên em. Xa rất xa nhưng con đường phía trước. Thưa má, con mới về. Hình như có người đi mà không nhớ ngày tháng gì nữa rồi. Vui thì đi, buồn thì về. Đã luôn. Hay quá ha. Má thấy thái độ hay chưa? Thôi bỏ đi, đừng có quan tâm tới làm gì. Để khỏi rước cục tức vô mình. Lần lần trước mắt vậy, má nói không thấy sao được. Chắc ỷ anh hai nói có gì cho lên Sài Gòn nên bây giờ ra mặt vậy chứ gì. Má biết sẽ có ngày này mà. Thằng Đông, con thấy không, cá không ăn muối cá ương. Giờ thì con thấy má nó có sai đâu. Sai lầm của má là không quyết tâm ngăn cản ngay từ đầu nên mới ra nông nổi này. Má dễ dãi quá mà. Má thấy không, bằng tuổi má bây giờ á, người ta có cháu ẩm bồng hết rồi kìa. Phải chi hồi đó má ép nó cưới con Mén cho rồi. Dầu gì đi nữa, ông bà cũng ơn nghĩa, lại làm ăn chung hùng hạp với mình. Má nói nghe quề vốn quá. Giờ ngồi tiếc á thì có được gì. Nó cứ đi đâu đi khuất mặt cho rồi. Có phải đỡ ngứa mắt hơn không? Chỉ cần ráng thêm một chút nữa thôi. Con, má còn chưa khỏe mà. Sao má ra đây làm gì? Còn làm cỏ nữa chứ. Má khỏe lắm rồi, chứ ngồi không trong đó chân tay buồn lắm con à. Má không sao đâu mà, đừng có lo.
Thôi má vô nghỉ đi. Đã má nói không sao mà. Má. Sao con? Tiền hôm bữa xã đền bù đất làm đường, má có xài gì không? Chưa, má chưa có xài gì tới đâu. Tiền bán bánh mỗi ngày cũng tạm đủ sống rồi. Má chỉ lo sợ ốm đau rồi phiền tới con, nên má tính đem tiền đó đi gửi ngân hàng. Cũng không có bao nhiêu, nhưng để trong nhà thì lại lo lắng không yên. Nếu thật sự tiền đó má chưa cần xài á, má cho con mượn được không? Hả? Có chuyện gì xảy ra với con phải không? Bây giờ con còn phải đi mượn tiền nữa là sao? Dạ không có gì đâu má à. Con có chút chuyện riêng thôi à. Con sẽ sớm trả lại cho má mà. Bữa giờ má toàn nghe con nói có chuyện riêng không à. Mà rốt cuộc chuyện riêng là chuyện gì con? Chắc chắn gia đình bên đó lại làm khó dễ gì con rồi phải không? Mau nói cho má biết đi. Không có thiệt mà má. Má không tin con sao? Được, được rồi, má tin con một lần này. Nhưng con phải hứa với má, có chuyện gì phải nói cho má biết trước, được không? Nếu kể cả với má mà con cũng không tâm sự được thì con sẽ khổ sở đến mức nào nữa chứ. Dạ. Kỳ vậy ta. Hồi trước á, ra khỏi nhà vài tiếng nó cũng dám đi. Vậy mà gần đây nó đi miết, lần nào cũng mấy ngày mới về. Chắc là kiếm cớ để trốn việc đi chơi đó. Cũng chưa chắc. Mình phải theo dõi nó mới được. Ngồi đây đón mò hoài là không được đâu. Bà biết bà la đó chị. Sao ba biết được mà ba la? Cái chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, chị với em biết. Làm sao ba biết được mà ba la? Xe không cô? Cho tôi ra bến xe đi. Dạ. Cô đội nón đi. Cảm ơn. Giờ sao chị? Giờ hả? Chị tính sao? Xe ôm. Dám nói là đi qua phụ đám cưới cho bà con bên Tân Châu. Thì ra là bà đi Sài Gòn. Nó đi Sài Gòn làm gì ta? Chị, hay là chị em mình cũng đi Sài Gòn thử? Mày điên hả? Ai rảnh đâu chạy lên đó với nó làm chi? Em thấy mình cũng đang rảnh mà. Về. Chị, đợi em với. Buông ra. Gì vậy? Không phải là cha nội hay khen sao? Ủa? Ông cũng đi Sài Gòn. Có chuyện vui để coi rồi. Chị nghĩ coi, có cái trường hợp nào mà nó trùng hợp vô lý vậy không? Bây giờ á, mình phải lập tức lên Sài Gòn để theo dõi mấy người này mới được. Không cần.
Nếu như có lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần sau. Cứ đợi đó đi. Chị có chắc là có lần sau không? Đây là cơ hội để mình phanh phui cái chuyện mờ ám mà. Ngoại tình mà chưa bị bắt quả tang thì có lý nào mà dừng lại chứ. Cũng có lý ha. Vậy để lần sau. Chị, nhưng mà mình có nói cho bà Điên Điển biết không? Để chọc tức bà chơi. Em hận bà nội đó lắm. Lúc nào cũng làm ra vẻ bạn tốt. Để coi lần này nó làm sao chịu đựng được. Phải nói chứ. Nhưng mà phải nắm chắc chứng cớ trong tay, đừng có để bị hớ. Lỡ lần này chỉ là tình cờ thì sao? Ha, sao em không nghĩ ra ta? Như vậy thì mới làm chị của cô được chứ. Cái đầu này còn nông cạn lắm nghe chưa. Về. Bà nói mình nông cạn sao? Lẹ lên con, lát nữa về cố tắm cho con nha. Nha. Đó, giỏi. Khoa của má giỏi. Nè, bỏ đồ vô đây luôn nè. Bỏ vô. Giỏi quá. Con của má giỏi quá. Giỏi quá ta. Bán tôi cái đường coi. Để má chút xíu nha. Của cô nè, 15.000. Ủa, anh Hai Khang đi đâu rồi hả? Hỏi ảnh có chuyện gì không? Hỏi chơi vậy thôi. Lâu rồi không gặp. Hỏi thăm không được sao? Trời sắp có bão hả? Tự nhiên cô quan tâm làm tôi thấy sợ đó. Tại nghe nói có nhiều người thấy ảnh bắt xe lên Sài Gòn. Trùng hợp ghê á. Nhà tôi á cũng có người mới lên Sài Gòn sáng nay. Cũng không biết đi có chuyện gì mà bữa giờ đi miết hả? Cô cũng mới rảnh quá ha. Để ý chuyện thiên hạ hơi bị nhiều đó. Mắc gì liên can tới cô ta chứ. Cố tình tới đây nói cho mình nghe sao. Điển ơi, con nấu gì mà khét vậy con? Dạ. Khoa, đi lên nhà với cố đi. Dạ. Ơi, cháu của cố. Gì vậy con? Dạ, cố má là con. Đứa nào làm cho cháu cố của tôi nó sợ. Nè, làm gì mà la em dữ vậy? Chết à nghe, chết à. Đâu, đâu có ai la con. Không biết ảnh lên đó làm gì nữa. Có chắc là vì mấy cái máy không vậy? Dù sao mình cũng phải tin tưởng vào chồng chứ. Mấy năm nay ảnh có làm gì có lỗi với mình đâu. Rồi rốt cuộc nó có nói gì không? Tức điên đó chị. Nhưng mà nó cố giữ thái độ bình tĩnh. Nhìn thấy mặt nó là biết rồi. Ớt nào mà ớt chẳng cay. Trời ơi. Để rồi em coi. Sẽ không bao lâu nữa đâu. Chị bảo đảm với em. Với cái tánh của nó, nó sẽ quậy cho ra lẻ cho em coi. Nhưng chị cũng biết á, bà Út Hiền á là bạn thân nhất của bà mà. Không lẽ... Không lẽ gì? Bây giờ em thử nghĩ coi. Mà thôi đi. Bây giờ em thử đặt em vào hoàn cảnh của người khác thử coi. Một bên là bạn, một bên là tình. Em chọn bên nào? Em chưa biết. Trời ơi, nói chuyện với mấy cái người không có kinh nghiệm này chán ghê luôn á. Bây giờ chị hỏi nè, bạn của em nó có theo em cả đời không? Nó có lo lắng cho em lúc em ốm đau bệnh tật không?
nó có thực sự hết lòng trong cái gọi là bạn không? Có không? Không đúng không? Đó, vấn đề là ở chỗ đó. Ờ hen. Đó, hèn chi đàn bà mới ghen dữ vậy. Trời đất ơi, không ghen cho ta giật chồng mình hả? Coi bộ á, chị á, chỉ có thương anh hai của em thôi. Mà sao chị rành quá vậy? Ờ thì thương, thương mà không có được quyền ghen. Ai như bà chị dâu em, có chồng mà không biết đường ghen cũng như không à. Thiệt kể ra thì Út hiền, bà cũng hiền thiệt. Hiền con khỉ á. Bà ngu quá thì có à, nói chuyện với em bực mình quá. Mình chỉ nói thiệt thôi mà, tự nhiên cái giận, không biết sao mới vừa lòng bả được nữa. Kỳ vậy ta, bây giờ luôn cả cái bà điên này cô không bận tâm tới mình nữa. Giật nè. Đỡ nè. Chờ ba nó về hả con? Đi đâu mà đi hoài? Dạ, anh nó đi coi máy móc gì đó ngoài. Khoa, Khoa, phá quá nha con. Anh. Dạ. Lại đây chơi với bà nè con. Anh. Con, thương nhất nhà đó, lại đây con. Anh. Anh. Nở nè. Bà về nè. À, ba về. Ủa, ngoại ngồi đó chứ cho nắng gì ngoại. Ngoại đi vô đi. Ừ, ngoại tính về nhà. Minh Khoa, về với bà nha. Đi. Đi về nha. Đi ngoại. Đi. Không chịu mà. Điển, em. Giờ em ra ngoài có chút chuyện. Em sao vậy? Bộ ở nhà xảy ra chuyện gì hả? Có gì đâu anh. Em đang tính đi chợ mua thêm chút đồ. Có mấy thứ ở nhà hết trơn rồi. Nhưng thái độ của em lạ lắm. Có chuyện gì thì phải nói cho anh biết chứ. Em đã nói là không có chuyện gì rồi mà. Sao anh hỏi hoài vậy? Ừ, thì anh chỉ hỏi thôi mà. Em đi chợ đi, lát gì mình nói chuyện sao. Giờ anh nghỉ ngơi đi. Nếu anh muốn về nhà với con thì về, em đóng cửa tiệm. Thôi, anh ở đây nghỉ ngơi cũng được. Để lát em về, hai đứa mình về nhà luôn một lượt. Em mua nhiều đồ lâu lắm. Anh có về sớm thì đóng cửa giùm em. Em đi đây. Thật ra anh đang giấu giếm em những gì. Em sắp điên rồi đây, anh có biết không? Em gửi. Dạ. Cho em gửi tiền. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Ủa Điển, đi đâu vậy? Tôi đi chợ ngang qua thôi. Bà mới đi xa về hả? À, tôi thì có chút chuyện, cho nên tôi đi có chút chuyện.
Bà nói gì tào lao vậy? Hôm sau nói chuyện nha. Bây giờ tôi mệt quá, tôi vô nhà nghỉ một chút. Làm chuyện gì mà mệt mỏi dữ vậy? Nghe nói làm chuyện gì thiếu suy nghĩ thì sẽ mất sức dữ lắm. Bà nói gì kỳ cục vậy? Lỡ người khác nghe được rồi sao? Tôi nói vậy có gì mà sợ người khác nghe? Bà sợ hả? Sợ gì? Thấy làm gì có lỗi với tôi hay có lỗi với bản thân mà sợ người khác nghe? Bà làm sao vậy Điển? Bà thấy lạ lắm sao? Phải rồi, tôi còn thấy lạ nữa mà. Bà nói coi, bà mới đi đâu về? Tôi đi có chuyện riêng mà. Bà bình tĩnh lại đi, có chuyện gì nói sao đi nha. Giờ tôi phải vô nhà. Vậy là bây giờ bà không nói? Chiều tôi qua nhà bà, lúc đó nói chuyện gì thì nói. Còn bây giờ thật sự tôi đang mệt lắm. Thôi được rồi, thiệt tình bà biết không, trước giờ tôi chỉ có bà là bạn thân. Nếu ngay cả bà còn làm tôi đau lòng thì tôi không còn biết tin tưởng vào ai trên cuộc đời này nữa. Nói chưa, con Điển á, nó ghen dữ dội lắm. Dữ khư khư ông Khang vậy mà. Hay quá ha. Nếu như tôi mà không nói á thì cô có dám qua tận tiệm tạp hóa của nó để mà nói bóng gió không? Ở đó mà ta đây làm mất hứng à. Gì? Nhưng thôi kệ, bây giờ á mình được một bước rồi. Phải ăn mừng mới được. Nè nè, hai đứa kia, có chuyện gì mà hai đứa vui dữ vậy? Má, chuyện gì con? Má, sắp có chuyện vui dữ má. Mới nãy nè, con vừa thấy con Điên Điển với lại con Út Hiền chửi lộn với nhau quá trời luôn. Con Hiền về rồi hả? Công nhận, đi sướng thiệt á. Mấy ngày rồi mới chịu ló cái mặt gì đây. Ôi trời ơi, cái chuyện đó bây giờ đâu có quan trọng nữa đâu má. Hai cái đứa này đang có chuyện gì phải không? Có chuyện gì đâu má ơi. Thì Út Hiền á, đi với chồng người ta, bị người ta quay qua người ta cự bả vậy mà. Đi với chồng người ta? Hai đứa nói rõ má nghe coi. Đó, Út Hiền về đó, má hỏi là biết liền à. Đó, hỏi đi. Coi bộ mệt dữ ha. Dạ, con chào má. Thưa má con mới về. Tưởng đi lâu, quên luôn bà má chồng này rồi chứ. Dạ, con xin lỗi má. Con kẹt chút việc cho nên phải về trễ một ngày. Con có gọi điện xin phép ba rồi. Chứ không phải có người tới tận nhà kêu là giật chồng người ta phải không? Má, má nói gì vậy má? Tôi nói người nào người đó tự biết đi, đâu cần gì phải giả bộ. Dù ai có nói chuyện gì đi nữa, nhưng chắc chắn con không làm gì hổ thẹn với lương tâm và ảnh hưởng tới gia đình mình. Con biết trong mắt má, con không phải là đứa con dâu mà má lựa chọn. Nhưng dù sao thì con đã cố gắng hết sức. Con xin má, đừng nghe người ta nói ra nói vô mà nghĩ ác ý về con như vậy nữa. Nè, tụi bay nói nghe coi, bữa nay nó ăn trúng cái thứ gì vậy? Con không biết. Càng ngày càng không coi ai ra gì, cho nên mới lớn giọng với má vậy á. Trời ơi, không phải. Tự dưng bữa nay má thấy nó nói có lý.
con cũng thấy vậy á. Trời, cái gì mà có lý. Trời đất ơi, đã bỏ nhà theo trai rồi mà còn á. Khoan, đừng có nói nó vậy nữa nghe chưa. Hồi nào rõ ràng bắt tận tay, dây tận mắt rồi hẳn nói. Ôi trời, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong cái nhà này vậy? Bộ mấy người này điên hết rồi hả? Không, ngay cả câu hò này tôi cũng chưa từng được hát cho con mình nghe nữa. Ông nhìn nè, mấy chục năm rồi, nón đứa nhỏ thì tôi vẫn còn giữ nè. Chỉ tiếc người thì đã đi, còn người thì chưa kịp tới. Cướp mất đời ta trong nước mắt muộn màng. Giờ quá, giờ quá. Sao lại lấy cây này làm cái thứ đáng thương như nước mắt chứ? Tám nhớ về Dượng nữa phải không? Con mà giống Tám, Chắc con không sống nổi như Tám đâu. Cũng phải sống thôi. Hình hài mình là của cha mẹ mà. Không thương mình là bất hiếu đó nha. Khóc hả? Tám, ông trời có mắt không Tám? Nè, đừng có đổ thừa cho trời đất nha. Ông nổi giận lên, ông phạt đừng có trách à. Con mệt mỏi lắm Tám ơi. Con đã ráng hết sức mình mà. Con có làm trai phải bận lòng đâu. Vậy mà người ta vẫn nói con không có ra gì. Con thiệt tình con. Nghe chưa, cây ngay thì không sợ chết đứng. Gì? Nhưng mà người ta, lòng người ta không sạch bằng lòng mình thì người ta ghen tức cũng là chuyện thường ở đời thôi. Nè, Ê, Để lại, nhanh lên con. Rồi, xe nào? Con lấy xe nào? Xe này nè. Rồi, anh. Rồi, con trai, con chơi chiếc máy bay này đi. Dạ. Nè, Tông nè, sẽ có xe nào Tông? Xe nào? Có xe này. Rồi, xe này. Rồi, xe nào, bỏ xuống. Xe này. Xe này bỏ xuống đây đi. Rồi, đổi chiếc nào, đúng coi. Không, để con xếp cho. Rồi, biết không, con kéo sợi dây này ra. Vậy nè, đó, chạy. Rồi. Quay qua đây chơi tiếp nè con. Đi vô với cô không? Nè, nè. Đi vô với cô không con? Đúng luôn. Khoa nè, bà cố kêu con kìa. Thằng ham chơi thiệt. Để nó chơi chút đi ngoài.
Nè, xe con có nắp này nè. Con đi vô với cố đi. Con phải ngủ đúng giờ mới mau mau chóng lớn được chứ. Dạ đi con. Con ngoan nè, đi vô với cố đi. Con nghe má nói đi con. Dạ. Nè. Cố ơi. Cố ơi. Thôi kệ nó đi em, con nít mà. Tới giờ còn chưa chịu đi rửa tay chân để đi ngủ là sao hả? Muốn ăn đòn đúng không? Điển, anh đã nhắc con rồi, cứ để nó chơi chút xíu đi. Anh chiều con riết nó hư đó. Khoa ra đây. Điển, em... Trời đất ơi, chuyện gì đây không biết nữa. Tánh tình kỳ cục, sáng nắng chiều mưa hoài. Anh đang có chuyện gì vậy? Nói cho em nghe có được không? À không, anh có chút chuyện riêng thôi. Em đừng có bận tâm nha. Chút chuyện riêng là chuyện gì? Em nhỏ tiếng cho ngoại với thằng Khoa ngủ. Lạ nghe. Bữa nay em bị cái gì vậy Điển? Em hoàn toàn bình thường. Người có vấn đề là anh mới đúng đó. Điển à, em thấy anh có vấn đề gì? Bộ bây giờ anh thấy em dữ dằn. Em chỉ biết nghe lời người ta nói này kia, rồi anh chán em rồi đúng không? Điển, mà thôi, anh không có muốn sùm. Em đi ngủ đi, mai rồi nói chuyện. Không, phải nói chuyện cho ra lẽ đã. Anh nói em nghe coi, mấy ngày nay anh đã đi đâu, làm gì? Anh đã nói rồi kia mà, anh lên Sài Gòn xem mấy loại máy mới. Nếu được thì mua về để thay mấy cái máy đã quá cũ. Rồi từ đó đến giờ anh đi mấy bận? Đã mua được cái máy nào về chưa? Thì anh... Thì ở trển cái được thì mắc quá, còn cái rẻ thì chất lượng không có tốt. Anh đang đi coi thêm đó. Rồi anh tính đi thêm bao nhiêu lần nữa? Mai móc cả một đống tiền, anh phải coi chừng nào ưng ý mới mua về chứ. Mà thôi, cứ nói đi nói lại cái chuyện này hoài. Anh đi ngủ đi. Có những thứ anh không ưng, nhưng anh vẫn rước về, nên giờ anh đang hối hận phải không? Giờ này chắc Hiền đang còn ngủ. Thôi vậy. Ủa, còn cả tiếng rồi mới tới ca, dậy sớm vậy? Trời hôm nay ngột ngạt quá, ngủ không được. Vậy làm miếng cà phê luôn cho rồi. Phải vậy không đó cha? Nhớ vợ thì nói nha, đừng có đổ lỗi cho thời tiết. Chắc vậy đó. Biết ngay mà, tôi cũng có khác gì ông đâu. Về tới bến cũng muốn về nhà với vợ con thấy bà luôn.
uống hết cà phê, lấy miếng trà này coi. Trà vợ tôi mới gửi lên đó. Thấy không, bà đúng độc chiêu nha. Mỗi lần uống trà thấy nhớ bà thấu ruột gan luôn. Gửi gì không gửi, toàn gửi đồ ăn thức uống khoái khẩu không. Nên mỗi lần đụng tới mấy cái thứ này á là cứ nhớ tới bà. Như ông bây giờ á là biết đang tâm trạng nhớ vợ ghê gớm lắm đây. Mà đi xa tối ngày như vậy, sao vợ chồng ông không sinh con đi? Nói gì chứ có đứa ẩm bồng, bà xã ở nhà cũng đỡ tuổi hơn ông ơi. Thì tụi tôi cũng đang cố gắng. Được rồi. Lại tính đi nữa hả? Dạ, con tính đem ít đồ lên cho anh Đông. Hôm qua tao anh về tới cảng rồi đó má. Đi sớm rồi về sớm, coi sức khỏe của thằng Đông nó ra sao nha. Nó đi tàu lên đên tới mấy tháng, chắc nó ốm dữ à. Dạ, con nhớ rồi má. Nè, đi rồi về liền, không có lấy cớ la cà nghe chưa. Thưa má con đi. Ừ. Hôm nay má kỳ vậy. Ừ, tự nhiên nó nhắc tới thằng Đông là má thấy thương liền. Vợ chồng nó cũng lâu rồi mới gặp nhau mà. Chứ không phải là giờ má chuyển qua má thương người ta rồi hả? Mà cũng phải, con người ta vừa hiền vừa ngoan, hỏi ai mà không thương cho được. Mén à, con có cần móc họng má vậy không? Con cũng biết má thương con mà. Có điều má chỉ tiếc không rước con về làm dâu của má được thôi. Giờ con nói vậy chẳng khác nào con phủ nhận tình cảm của má dành cho con từ đó tới giờ. Chị làm má buồn rồi đó. Gì vậy? Gì mà sến rợn một cục vậy? Bực mình ghê. Nói gì thì nói, ghét con Út Hiền tới mấy thì má cũng mong có cháu nội ẩm bồng là được rồi. Ừ, nhà có con nít cũng vui má ha. Ờ, má, hổm rày sao con không thấy ba? Rất là mừng vì cho đến tận ngày hôm nay mày vẫn còn nằm đây đợi tao.
Ông có đi đâu với hàng trăm con đàn bà khác cũng không làm tôi đau lòng một cái thứ này đâu. Tụi em mong đợi đứa trẻ này từ lâu lắm rồi. Hai vợ chồng em hạnh phúc lắm. Chúc mừng vợ chồng cô một lần nữa đó. Hai người hãy sống thật hạnh phúc nha. Trời ơi, anh thích quá. Anh được làm cha rồi. Còn chúc mừng chú Chánh nha. Hy vọng chú Chánh có cháu nội Đức Tôn. Từ nào tới giờ cái giọng điệu bà này con kia đâu rồi? Bây giờ chuyển qua chị nghe sao nó nhanh quá vậy? Dù gì á, chị Hiền chị cũng đang mang bầu. Mà đứa cháu này á, cả nhà em đã đợi từ lâu lắm rồi đó. Tưởng là tên nó phải do ba má nó đặt chứ. Ở cái nhà này không có vậy nha. Tên của cháu Đức Tôn á không do ông bà nội đặt. Để đôi ta phải vậy không con? Mãi mãi dạ, má nói lại. Má biết, con nhớ anh chị bên nhà. Thôi tìm nhau ta tìm nhau vài bữa con quay lại với má nha. Con không chắc đâu má. Để con về bển với người tính. Em thấy con lỗi là tìm được rồi. Tìm nhau, quan trọng là ốc hiền kìa. Em nghĩ lại bữa đó, em thấy mình giống ai á. Em biết vậy á, thì từ giờ đối xử đàng hoàng với con là được không? Chơi gì thì chơi, phải nhớ giữ gìn an toàn cho cháu tôi đó không? Ủa, mà chú quan tâm đến cháu của má thôi hả? Còn con với con dâu của má thì sao?